Chào mọi người, mình là Don, CEO Founder của dự án Sentry. Làm qua POD từ năm 2014 nên rất hiểu những khó khăn mà seller sẽ gặp phải khi tham gia công cuộc bán hàng. Mình đã cùng với team Sentry phát triển một dự án để giúp các anh em seller có thể dễ dàng kết nối đến với những khách hàng của mình. Cùng với đó, Sentry sẽ luôn update những tính năng mới nhất theo yêu cầu của anh em seller để có thể tối đa hóa lợi nhuận cho những campaign của mình. Mình hy vọng mọi người sẽ tham gia, ủng hộ và cùng góp ý để Sentry có thể ngày càng phát triển hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người, mình là Hải, hiện là co-founder và là giám đốc công nghệ của dự án Sentry. Hiện dự án Sentry thì đang áp dụng những cái công nghệ mới nhất như là cái công nghệ xử lý hình ảnh nhằm tạo ra những cái mockup đẹp nhất, thật nhất. Cái thứ hai là cái công nghệ về xử lý dữ liệu Big Data thì nhằm tối ưu cái việc bán hàng. Và thứ ba là mình đang triển khai cái hệ thống server phân tán thì nhằm giúp mang lại cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Thì từ đó thì sẽ mang lại cái hiệu quả bán hàng tốt nhất cho anh em. Xin chào tất cả các bạn. Mình là Duy, là một đồng sáng lập Sentry. Để mà nói về dự án Sentry thì mình nghĩ rằng là không thể vắn tắt trong một vài ba câu được. Sentry là một giấc mơ đã được chúng mình ấp ủ từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên là mãi cho tới một năm trước mới bắt đầu được triển khai. Trải qua rất là nhiều thăng trầm, rất là nhiều khó khăn và sóng gió. Cuối cùng thì mình thực sự cảm thấy rất là may mắn khi mà Sentry đã được ra mắt tới các bạn. Sentry là tâm huyết, là niềm tin, là hy vọng của cả đội nhóm chúng mình. Và kể từ khi triển khai dự án Sentry, chúng mình đã nhận được rất là nhiều lời quan tâm, thăm hỏi từ các bạn. Và đáp lại cái tình cảm đấy thì nó là nhiều đêm mất ngủ, vắt óc, suy nghĩ làm sao để Sentry đạt được độ hoàn thiện tối đa cao nhất, giúp ích cho cái việc kinh doanh của các bạn thuận lợi nhất, mang lại cái hiệu quả cao nhất và cái lợi nhuận tối đa khi mà các bạn hợp tác cả Sentry. Chính vì vậy, các bạn hãy luôn luôn đồng hành, dõi theo và ủng hộ cho Sentry các bạn nhé. Hello mọi người, tên mình là Phúc hay còn gọi là Phil, là hiện tại là CFO của Sentry tại Singapore. Mình quản lý dòng tiền của công ty và là một trong những người quản lý công ty tại đây. Sau gần một năm gắn bó và xây dựng Sentry thì mình cảm thấy thực sự tin tưởng vào tương lai của công ty và cộng đồng POD chúng ta. Và mình rất là vui vì ngày 29 tháng 6 này chúng ta sẽ cùng nhau launch Sentry. Hãy cùng nhau chiến thắng với Sentry nhé mọi người. Hi guys, we are Sentry EU partners. We are the ones who are ensure that your products will be manufactured with the highest quality and will be delivered to your customers in the shortest time. Enjoy.